Kính thưa bà con, xin chào bà con. Hôm nay là mùng 1 tháng 4, là ngày đầu tiên toàn dân tham gia cách ly tại gia đình để chống dịch COVID. Sau đây, mời bà con nghe bản tin số 1 về việc tự cách ly tại gia đình của người dân thôn Trầm. Mời bà con nghe bản tin phòng chống dịch COVID-19 của nhân dân thôn Trầm. Kính thưa toàn thể bà con, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tất cả người dân tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là chỉ thị số 16, tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách. Hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2020, cùng với cả nước cách ly tại nhà để chống dịch lây lan, biện pháp vô cùng hữu hiệu, tránh lây lan dịch bệnh cho mọi người. Sáng nay, ngày đầu tiên, cả thôn Trầm chúng tôi đã thực hiện cách ly tại nhà theo chủ trương thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Đến thời điểm này, khoảng 9 giờ sáng, cơ bản người dân thôn Trầm đã ở tại trong nhà. Các hàng ăn đã đóng cửa, chỉ có rất ít người ra ngoài trong các trường hợp thực sự cần thiết như mua bán lương thực thực phẩm, thuốc men, v.v. Tất cả mọi người đi ra ngoài đều đeo khẩu trang để chống dịch. Được biết, từ ngày hôm qua, có nhiều gia đình của thôn đã lên kế hoạch trong 15 ngày như chăm sóc, dạy dỗ con em học tập tại gia đình, thu dọn nhà cửa, vườn tược, gói bánh. Nhiều gia đình trang hoàng nhà cửa rất sạch đẹp. Có một điều vô cùng phấn khởi, khi mà cả thôn, mọi người đều nhận thức đúng đắn, tin tưởng tuyệt đối vào sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nên không có ai mua tích trữ hàng hóa, lương thực để gây tăng giá. Vì sao lại như vậy? Ngoài các yếu tố để tránh gây hoang mang, làm rối loạn thị trường, thì trong bà con, trong thôn có đủ các loại lương thực như gạo, rau và một số thực phẩm khác do nuôi trồng mà có. Chính vì điều này, cho dù phải cách ly tại nhà, mọi người vẫn ổn định. Tất toàn thể bà con, trong nhiều ngày qua, được sự chỉ đạo của cấp ủy, ban quản lý, ban mặt trận làng và tổ phòng chống dịch COVID-19 của thôn Trầm, cả thôn đã đồng lòng đoàn kết cùng với các ban ngành đoàn thể ra sức lao động vệ sinh dọn dẹp đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng thêm một số con đường hoa rất đẹp và có các biện pháp khác để chống dịch như đeo khẩu trang y tế, rửa tay thường xuyên để sát khuẩn. Điều này càng khẳng định được trách nhiệm của bà con trong việc giữ gìn môi trường trong sạch, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và toàn xã hội. Dịch bệnh trong thời kỳ phát triển mạnh, tính đến thời điểm này, cả nước đã có trên 200 người dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, tính đến nay, ngày 1 tháng 4 năm 2020 đã có 58 người đã được chữa khỏi. Điều này chúng ta thực sự phấn khởi, tin tưởng vào ngành y của Việt Nam. Do đó,
mọi người dân cứ bình tĩnh, an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhà nước Việt Nam chúng ta. Kính thưa bà con, trong 15 ngày vàng cách ly toàn xã hội có hiệu quả, tôi tha thiết mong muốn toàn thể bà con trong thôn cùng nhân dân cả nước tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ gia đình mình, tham gia có trách nhiệm các hoạt động để phòng chống dịch của toàn xã hội, tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại gia đình, không đi lại tụ tập đông người, nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho mọi người trong gia đình có hiệu quả cao. Mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch COVID-19. Bản tin đến đây đã kết thúc. Mời các bạn nghe lại vào buổi phát thanh lần sau. Xin chân thành cảm ơn. Để kết thúc, mời bà con nghe điệu nhảy chống dịch COVID. Bản tin đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn bà con đã lắng nghe.